Cảm ơn quý vị lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình âm nhạc thính phòng. Trở lại với Vương Hương. Vương Hương ơi. Ơi. Vương Hương nói vài câu cho Tân Hy Khánh vui đi. Chị Vương Hương nói một câu này chắc em rất vui. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười đó. Đúng không Vũ? Xin mời em. Yeah. Tự nhiên chị nói em cũng mắc cỡ, cũng không biết nói sao. Không, tại vì rất là Lưu Vũ có thấy sự đổi khác của Tân Hy Khánh không? Không còn là cậu bé có khuôn mặt trầm và buồn như khi trước hát. Hình như em dạo này em tươi hơn hồi xưa rất là nhiều, Tân Hy Khánh. Đúng vậy, chị Vương Hương nói là có ý đó, là từ lúc mà chắc có tình yêu ha, hay là xài mỹ phẩm do chính em bán mỹ phẩm gì đó, Tân Hy Khánh có thể chia sẻ được không? Ohui với lại The History of Who của sẵn đây anh mời em chia sẻ luôn để khán giả có thể ủng hộ em. Thấy giới mặt chị Hương sao? Càng ngày càng đẹp ạ. Đặc biệt là cái wrinkle của chị là cũng đã bớt nhiều lắm luôn rồi đó. Thì Tân Hy Khánh nghĩ rằng tất cả quý vị cũng biết là sau ngoài cái việc mà đi hát của mình thì bình thường thì Tân Hy Khánh lúc nào cũng ở trong thiên xá Phú Lộc Thọ với tiệm mỹ phẩm tên là Chi Chi Cosmetics, với rất là nhiều các loại thương hiệu mỹ phẩm như là Shiseido, Ohui cũng như là The History of Who. Thì nếu mà quý vị nào mà muốn gặp Tân Hy Khánh hoặc là muốn Tân Hy Khánh tư vấn về dưỡng da hay là về make up thì có thể đến với các hệ thống của cửa hàng của Tân Hy Khánh, đó chính là nằm ở bên trong thiên xá Phú Lộc Thọ. Mà Tân Hy Khánh biết không, chị rất thích nước collagen em tặng chị. Tân Hy Khánh ơi, đài truyền hình SCT là công ty em có quảng cáo ở đây hay không? Dạ, có mà có rất nhiều luôn, mà gọi là quảng cáo là thường xuyên luôn anh. Nhớ nha, đi dài dài nha. Cái thưa dạ, vị, đúng rồi ạ. Em quảng cáo... thương hiệu của em quảng cáo trên đài truyền hình SCT có thực mới vực được đạo, mới có chương trình âm nhạc thính phòng Vương Hương và Lưu Vũ ngày hôm nay. Thì nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm gì, em có thể giới thiệu tặng cho quý vị khán thính giả? Hôm nay là em thấy là chị Vương Hương rất là tinh ý, tại vì thường thì khi mà em lên hát toàn là những bài buồn đúng không anh chị, nhưng mà tự nhiên hôm nay năm mới rồi mình cảm thấy rất là hưng phấn và mình muốn muốn làm một cái điều gì đó mới mẻ. Đó là một cái điều mà Tân Hy Khánh nghĩ rằng với năm 2018 thì Tân Hy Khánh sẽ có những cái điều rất là đặc biệt mà sẽ dành cho tất cả quý vị khán giả. Và cái khúc tiếp theo thì Tân Hy Khánh nghĩ rằng với những buồn phiền lo âu trong năm cũ thì chúng ta hãy cùng vui tươi lên chút xíu và hãy nói rằng là người hãy quên anh đi. Và là một sáng tác rất là mới mà Tân Hy Khánh rất là thích của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, với cái điệu nhảy Trunken Dance mà Tân Hy Khánh nghĩ rằng quý vị cũng rất là yêu mến. Và sau đây Tân Hy Khánh xin được trình bày ca khúc được mang tên Người Hãy Quên Anh Đi. Xin mời quý vị thưởng thức. Người yêu ơi, dù gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào trước hôn bao đêm dã rời, giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên bờ môi. Người yêu ơi, giờ đành tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn dối bời, giọt nước mắt rơi lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa, nếu em không còn gì để vương vấn. Người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, ngày qua như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi. Ta da di da, ta di da, ti da ta di da, ta di di da, ta da di da. Từng lời hứa, hẹn thề có nhau trọn đời. Ngày xưa sánh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghĩ ngợi, chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Để giờ đây lòng đớn đau khi ai đổi thay, lời hứa xưa tia tan theo khói mây,
mình anh trơn đầy, một mình ôm bao đắng cay. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa, nếu em không còn gì để vương vấn. Người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, ngày qua như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa, nếu em không còn gì để vương vấn. Người hãy quên anh đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, ngày qua như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên anh đi, người hãy quên anh đi, người hãy quên anh đi. Xin cảm ơn anh Luân Vũ cũng như chị Vương rất nhiều ạ. Quý vị ơi, quý vị phải cho Tân Thiên Khánh một tràng pháo tay thật nồng nhiệt kính thưa vị. Hôm nay Luân Vũ quên mời quý vị dẹp bàn ghế ra để mà làm một cái sàn nhảy với thể điệu gì Tân Thiên Khánh? Đây là một thể loại điệu là bossa nova mà Tân Thiên Khánh nghĩ là Tân Thiên Khánh rất là thích. Bossa nova này hơi mới hơn tí với tiếng đàn piano của Vương Hương đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vương Hương ơi, Vương Hương nghĩ sao bài này? Bài này rất hay Vương Hương. Nói thật, lúc mà nghe Tân Hy Khánh hát bài này thì Vương Hương có tìm và ghiền luôn từ hôm qua đến giờ là nghe bài này suốt, nghe Mỹ Tâm hát. Đây là một trong những bài mới nhất của Mỹ Tâm và rất là hit. Tân Hy Khánh ơi, một lần nữa em có thể giới thiệu show ca nhạc và làm sao quý khán giả có thể làm quen với em, cho em cho số phone hoặc là Facebook. Xin mời em. Dạ vâng ạ, Tân Hy Khánh sẽ được nhắc lại lần nữa là một cái show diễn rất là mới cũng trong tháng 1 này mà Tân Hy Khánh muốn đem đến cho tất cả quý vị khán giả tại Cali cũng như tại Hoa Kỳ. Đó là một show diễn vào ngày 20 tháng 1 năm 2018 có tên gọi là Anh Thì Không, với sự góp mặt của ba ca sĩ rất là nổi tiếng hiện nay. Đó chính là nam ca sĩ nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng, nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh và nam ca sĩ Tân Hy Khánh ạ. Vậy có thể cho chị Vương Hương và anh Luân Vũ mời Phạm Khánh Hưng lên đây hát trong một chương trình sắp tới của chúng ta được không? Chắc chắn đúng không Tân Hy Khánh? Đó là cái điều mà Tân Hy Khánh nghĩ rằng tất không những anh Luân Vũ và chị Vương Hương mà tất cả khán thính giả cũng đang rất muốn nghe giọng hát của anh Phạm Khánh Hưng sau rất là nhiều năm tháng mà ảnh không có chịu xuất hiện. Im hơi lặng tiếng. Đúng rồi ạ. Sống ẩn dật đúng không? Đúng rồi. Năm anh nay ơi. Bởi vì năm nay em phải lôi ảnh ra. Anh ơi. Chúng ta lại không còn nhiều thời gian, nhưng anh không muốn chia tay em đâu. Nhưng mà em gửi lời chào chia tay tới quý khán thính giả. Thật sự là Tân Hy Khánh rất là vui khi có mặt trong chương trình nhạc thính phòng The Friends. Cũng như là xin được cảm ơn anh Luân Vũ, chị Vương Hương. Mỗi lần mà Tân Hy Khánh có việc gì, có điều gì mà khó khăn thì lúc nào anh chị cũng ở bên cạnh cũng như là động viên mình. Thì Tân Hy Khánh nghĩ đó là một cái tình cảm rất là quý báu mà Tân Hy Khánh luôn giữ mãi trong lòng. Cũng như là cái sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả gần xa với giọng hát của Tân Hy Khánh. Và hy vọng rằng Tân Hy Khánh sẽ gặp lại tất cả quý vị rất là đông đủ vào ngày 20 tháng 1 tại Vũ Trường Blue, được không ạ? Yeah, chắc chắn. Xin mời Vương Hương. Vâng, thưa quý vị, Vương Hương rất cảm ơn Tân Hy Khánh đã mang đến cho chương trình ba bài hát thật hay. Và chị Vương Hương chúc cho show nhạc của em thành công cũng như con đường ca hát của em luôn mở rộng nha. Vương Hương xin chào tạm biệt quý vị và xin chân thành cảm ơn. Riêng cá nhân Luân Vũ thì câu nói quen thuộc đó là hãy hôn người kế bên để quên đi mọi buồn phiền trong cuộc sống và hãy ủng hộ cho nam ca sĩ Tân Hy Khánh. Kính thưa vị, Luân Vũ coi tất cả các ca sĩ nếu mà nhỏ tuổi hơn mình là như những người em mà lớn hơn là những người chị. Kính thưa vị, cũng như những bậc đàn chị, lúc nào mà cần gì cứ nhắn tin và gọi cho Luân Vũ ở số 714-467-5840. Luân Vũ sẽ mời lên chương trình âm nhạc thính phòng để thả hồn những lời ca tiếng hát tặng cho quý khán thính giả. Chúc cho cả nhà một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Xin chào tạm biệt.